dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort tại quận Ninh Chiểu tổ chức lễ khánh thành khu giải trí phức hợp 365. Đến dự về phía Nhật Bản có Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Về phía thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Khu giải trí phức hợp 365, dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort sau 21 tháng thi công đã hoàn thành với quy mô diện tích khoảng 1,1 hectare, gồm 4 tầng với các hạng mục vui chơi giải trí hiện đại như bể tạo sóng, du thuyền, ván trượt nước, sân khấu biểu diễn và công viên suối nước nóng trong nhà mang phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời khẳng định đây là một trong những dự án lớn bước ra từ tọa đàm mùa xuân 2019. Đến nay đã có những bước phát triển ấn tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng, với việc đưa vào hoạt động khu giải trí phức hợp 365, dự án sẽ trở thành điểm nhấn cho thành phố Đà Nẵng, cũng như là điểm đến tham quan giải trí hấp dẫn cho du khách gần xa. Khi dự án đi vào hoạt động, người dân Việt Nam nói chung và người dân miền Trung cũng như Đà Nẵng nói riêng sẽ có cơ hội thưởng thức văn hóa, phong cách và ẩm thực Nhật Bản ngay trên quê hương mình. Tôi nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau khi đưa vào hoạt động khu giải trí phức hợp 365, dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort sẽ tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ. Dự án này do tập đoàn Mikazuki Nhật Bản làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, diện tích hơn 11 hectare, đặt tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, với mục tiêu xây dựng và kinh doanh khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, gồm 464 phòng, khu vui chơi giải trí phục vụ khoảng 6.000 khách một ngày, và các khu nhà hàng, hội nghị hội thảo. Dự án được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn cho khu vực phía Tây Bắc thành phố.